Quý vị thân mến, cuộc sống ngày càng phát triển thì việc du lịch khám phá những vùng đất mới, những điểm đến mới dường như đã trở thành nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Đặc biệt là sau khi mãn nhãn với các phong cảnh văn hóa các nước châu Á, khách du lịch Việt Nam bắt đầu có xu hướng chuyển dần sang khám phá các nước châu Âu. Một trong những hành trình châu Âu được du khách khá ưa chuộng hiện nay đó là tour du lịch khám phá năm nước Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan và Luxembourg. Những hình ảnh sau đây sẽ giúp quý vị cảm nhận rõ hơn về tour du lịch này. Có những khoảnh khắc thoáng qua, nhưng cũng có những khoảnh khắc mà đôi khi chỉ cần một lần tận mắt nhìn thấy cũng đủ làm cho ta ngỡ ngàng, xao xuyến. Khoảnh khắc ấy chính là lúc chúng tôi đặt chân đến châu Âu, xứ sở của những thành phố lãng mạn nhất thế giới. Một vài năm trở lại đây, du lịch châu Âu đã trở thành một từ khóa được khá nhiều người tìm kiếm. Thử truy cập trên Google, chưa đầy một giây đã có gần 3.200 kết quả liên quan đến du lịch châu Âu. Tuy giàu điều kiện kinh tế, du khách có thể lựa chọn cho mình nhiều loại hình tour du lịch khác nhau. Song nhìn chung, đa số tour du lịch đến với châu Âu đều dừng lại ở lịch trình 9 ngày, hoặc nhiều nhất là 14 ngày. Hơn thế nữa, mức giá cho các loại hình tour du lịch đến châu Âu hiện nay cũng khá đa dạng. Cao nhất là 60 triệu đồng, thấp nhất cũng trên 30 triệu đồng. Thì sau một thời gian dài, du khách Việt Nam đã đi rất nhiều nước Đông Bắc Á, cũng như là những cái nước gần Việt Nam, thì hiện nay cái nhu cầu họ đi những nước đường xa rất là tăng. Ví dụ như là Canada, Mỹ, Úc, đó là những cái nước mà du khách Việt Nam đang có nhu cầu hướng tới. Bởi vì ngoài việc họ tới tham quan thì họ còn có một cái nhu cầu là ở lại để thăm người thân. Thì đây là một cái nhu cầu rất lớn, và châu Âu cũng là một trong những điểm đến thu hút khách du lịch bởi vì vẻ đẹp, cảnh quan cũng như là cái văn hóa lâu đời rất là đặc trưng và thời tiết cũng như là con người rất là dễ thương. Cùng với nhiều du khách đến từ dải đất hình chữ S, chúng tôi đã có được những trải nghiệm vô cùng thú vị khi dừng chân ở Pháp, Bỉ, Đức, Hà Lan và Luxembourg. Dẫu thời gian khám phá không nhiều, nhưng mỗi địa danh đi qua đều để lại trong lòng chúng tôi những dư vị khó tả. Đó là một cảm nhận rất riêng về Paris với tháp Eiffel nổi danh. Với nhà thờ Đức Bà Paris, công trình tiêu biểu cho kiến trúc Gothic thời phục hưng. Với bảo tàng Le Louvre, nơi lưu giữ những kiệt tác nghệ thuật vô giá, hay cung điện Versailles, nơi ở của nhiều đời vua Louis. Tất cả những công trình kiến trúc cổ kính, nguy nga ấy đã làm cho các du khách tham quan mãn nhãn, ngạc nhiên đến nỗi chẳng muốn quay về. Ấn tượng về một nước Pháp lãng mạn chưa kịp nguôi ngoai, chúng tôi lại di chuyển đến Hà Lan. Bạn ấn tượng với chiếc cối xay gió đã từng đọc trong những câu chuyện cổ tích. Bạn thắc mắc tại sao ở đất nước Hà Lan đâu đâu cũng thấy cối xay gió. Tin tôi đi, bạn sẽ dễ dàng tìm ra câu trả lời khi đặt chân đến làng Saint-Sauveur. Còn nếu như có thời gian, bạn đừng ngại ngần di chuyển một chặng đường dài đến với làng thiên thần Giton để hiểu vì sao du khách khắp nơi trên thế giới ví Giton như một ngôi làng cổ tích thời hiện đại. Còn nữa, nếu dừng chân đến nước Đức, bạn đừng bỏ qua thành phố Frankfurt, vì một khi đã đặt chân đến Frankfurt, chắc chắn bạn sẽ yêu thành phố này như tôi. Bởi đằng sau sự hiện đại của thành phố năng động, đầy màu sắc này là nét lãng mạn, đậm chất lịch sử đặc trưng của nước Đức, mà chỉ khi nào tận mắt nhìn thấy, bạn mới yêu và hiểu thêm về thành phố được mệnh danh là trung tâm kinh tế của châu Âu. Riêng với Bỉ và Luxembourg, vì thời gian dừng lại ở hai thành phố này không nhiều, nên chúng tôi chỉ có dịp cưỡi ngựa, xem hoa, một số cảnh sắc nơi đây. Ấn tượng nhất phải kể đến Brussels, thành phố được mệnh danh là trái tim của châu Âu. Chính sự đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ cùng rất nhiều đặc sản khác chỉ có ở thành phố xinh đẹp này, ví như tượng chú bé đứng tè Mannequin Beast, đã góp phần làm cho chuyến du ngoạn châu Âu của chúng tôi thêm phần thú vị. Châu Âu lãng mạn, cổ kính là thế, nên sẽ không quá lời khi nói rằng khám phá châu Âu luôn là niềm mơ ước của rất nhiều du khách trên thế giới, nhất là với những du khách đã mãn nhãn với cảnh sắc, văn hóa ở khu vực châu Á, Đông Nam Á. Châu Âu cũng là thị trường trọng tâm mà công ty du lịch Tugo đang tập trung phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn hiện nay, nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, mang đến những trải nghiệm mới mẻ hơn cho du khách.
Thì vừa trên sự thành công của năm vừa qua, Tugo cũng đạt được là 1.200 khách đi châu Âu. Tugo hướng qua mỗi năm phát triển mình sẽ tăng 200% lượng khách đi. Và sắp tới nữa thì có những sản phẩm đi mono, nghĩa là đi thuần túy một nước. Mình có thể tham quan Thổ Nhĩ Kỳ, Anh Quốc, hoặc chúng ta có thể tham quan cực quan, đó là thị trường Bắc Âu. Đó là một trong những thị trường hứa hẹn nhiều tiềm năng phát triển nhất và mang đến những điểm du lịch thực sự hấp dẫn cho quý du khách Việt Nam. Ở Tugo, đặc biệt là nếu quý khách đã từng đi Tugo, được chính sách là đảm bảo cam kết đậu visa. Và nếu quý khách bút trước 2 tháng thì đảm bảo quý khách sẽ được mua với lại giá tour tốt nhất. Như chúng ta có thể đi một cái tour liên tuyến 5 nước với dịch vụ 4 sao chỉ với giá 39.900. Hoặc chúng ta có thể đi Pháp với tour trọn gói từ A đến Z chỉ với 29.900. Chỉ cần quý khách bút trước 2 tháng. Có thể nói, chương trình tour linh hoạt cùng với giá tour hấp dẫn từ các công ty lữ hành đã phần nào giúp cho việc khám phá và trải nghiệm châu Âu càng trở nên gần hơn bao giờ hết. Vì thế, còn chần chờ gì nữa mà không cùng người thân, bạn bè khám phá châu Âu, xứ sở của những thành phố lãng mạn nhất thế giới. Hy vọng quý vị và các bạn đã có những giây phút thư giãn thoải mái và có thêm những thông tin bổ ích cùng du lịch và cuộc sống khi nay. Kính chúc quý vị sẽ có những ngày cuối tuần thật vui và đừng quên đồng hành cùng với chương trình Du lịch và Cuộc sống vào khung giờ quen thuộc 16:20 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9 để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về du lịch quý vị nhé. Thân ái chào tạm biệt.